Kính thưa đồng bào quý mến, đây là văn phòng Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và Nhân loại vào ban đêm. Chúng tôi đứng từ ở dưới parking lot nhìn lên và văn phòng của chúng ta đây là văn phòng Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và Nhân loại. Chúng tôi đã để hình Cha Trời Giêsu trên khung cửa kính và cũng như hình linh hồn của những anh hùng chiến sĩ trận vong trên khung cửa kính. Đồng bào hãy dùng thời giờ quý báu của mình vào trang website của chúng ta để học hỏi và đồng thời phụ giúp tôi tất cả những phương tiện cần thiết để công việc Cứu Nguy Việt Nam mau chóng thành công và đồng thời chúng ta có nhiều cơ hội để làm việc góp phần phụ cứu nguy nhân loại, bởi vì đây là thời mạt kiếp đang chuyển qua thời thánh đức và Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã chọn lựa dân tộc Việt Nam chúng ta làm những công việc vĩ đại này. Một lần nữa, thánh giống chúng tôi thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của đồng bào đã theo dõi việc làm của chúng ta. Tôi chính đây Minh Vương Việt Nam, y sư thánh giống mà đồng bào đã mong chờ từ bao nhiêu thế kỷ vừa qua. Và giờ đây tôi xuất hiện theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng và tôi phải thông báo một cách danh chính ngôn thuận. Tôi làm việc ở đây thường xuyên và đồng bào hãy mau mắn thu xếp tất cả những phương tiện cần thiết để phụ tôi làm việc, phụ giúp đồng bào làm công việc của mỗi đồng bào về việc góp phần cứu nguy Việt Nam và đồng thời góp phần cứu nguy nhân loại theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho. Một lần nữa, thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào đã theo dõi phần tường trình đặc biệt và phần thông báo đặc biệt ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm 2014. Minh Vương Việt Nam thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào đã theo dõi phần thông báo và cảnh báo đặc biệt này. Hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm 2014. Tôi, y sư thánh giống, thông báo và cảnh báo cũng như cảnh cáo cho tất cả đồng bào, những ai là Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều. Hãy mau mắn lập công chuộc tội. Hãy mau mắn hội họp với nhau. Chuẩn bị tất cả những phương tiện cần thiết mà chỉ là phụ thuộc thôi chứ không có phải là chính đáng đâu. Bởi vì những công việc chính đáng thì Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng Tổ tiên Việt Nam chúng ta và cùng hàng triệu 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 anh linh, anh hùng chiến sĩ đã hy sinh cho chúng ta được sống. Đó là những phần chính và đã chu toàn rồi. Phần chúng ta, Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều, hãy mau mắn sám hối, lập công chuộc tội, phụ giúp tôi tất cả những phương tiện cần thiết, tức là các người hãy mau họp hành, tập họp cho đầy đủ, tương đối là biết kính trọng, biết lễ phép đối với Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng và đối với ông bà Tổ tiên Việt Nam chúng ta và đối với hàng triệu 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 linh hồn, anh linh của những anh hùng chiến sĩ. Lúc đó rồi mời tôi làm việc lãnh đạo cứu Việt Nam chúng ta và đồng thời để tôi phụ giúp các người lập công chuộc tội và đồng thời các người mới có thể làm việc phụ giúp cứu nhân loại. Và trước tiên hiện tại bây giờ là lo sám hối, lập công chuộc tội, cứu quý vị trước đi. Bởi vì hiện tại Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều đã và đang mang một tội rất là nặng, đó là thờ ơ, vô trách nhiệm, vô tình hoặc cố ý khinh khi, khinh bỉ Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta và cũng như khinh bỉ hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ đã hy sinh cho chúng ta được sống. Đây là cơ hội cuối cùng để cho Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều lập công chuộc tội. Thánh giống chúng tôi quá mệt mỏi sau khi làm thế cho đồng bào quá nhiều năm.
Giờ đây tôi đã quá mệt mỏi, tôi cần nghỉ ngơi. Và đây là cách để mà các người có thể lập công chuộc tội. Đây là một trong những cách các người có thể làm được. Thánh giống chúng tôi quá mệt mỏi, không còn thời giờ để nhắc nhở cho các người nữa. Hãy vào trang website học hỏi và thực thi gấp. Đây là trang website của chúng ta. Học hỏi đồng thời thực thi lập công chuộc tội gấp trước khi quá chậm trễ. Đồng bào ở Việt Nam làm ơn phụ giúp tôi giải thích coi lý do tại sao cái bọn Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều sao mà nó u mê, nó ù lì, bê trễ, sao mà nó ngu ngơ mù mờ, mà nó vô trách nhiệm, mà nó vô cảm, nó vô ý thức đến cái độ mà phải nói là ông bà tổ tiên Việt Nam mình khẩn cầu cùng Thượng Đế Toàn Năng. Và Thượng Đế Toàn Năng đã tỏ hiện ra 12 phép lạ trên mây để hướng dẫn và dẫn dắt chúng ta làm việc cứu Việt Nam chúng ta. Và đồng thời phụ giúp làm việc cứu rỗi nhân loại nhờ hồng ân của cha trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho. Đây là những phép lạ hiện ra trên mây mà người Việt Nam chúng ta đã chụp được trong lúc tôi hướng dẫn người Việt Nam cầu nguyện. Những hình ảnh rõ ràng như thế này mà tại sao những người Việt Nam hải ngoại, nhất là cái bọn Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều, đa số, ở đây tôi không nói hầu hết mà tôi nói là đa số cái bọn Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, cá mè một lứa, đa số cái bọn này vẫn thờ ơ, vô trách nhiệm, chưa làm bổn phận của mình. Đồng bào ở Việt Nam làm ơn giải thích giùm tôi cho cái bọn Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều nó có thể thức tỉnh để mà nó mau mau sám hối lập công chuộc tội trước khi chúng nó sẽ bị nhốt chung với nhau khi mà chúng nó nhắm mắt lìa đời, tức là linh hồn của chúng nó sẽ bị nhốt chung với nhau nếu mà chúng nó vẫn tiếp tục thờ ơ vô trách nhiệm đối với việc làm bổn phận của mình, phụ giúp Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại gấp. Đồng bào làm ơn giải thích giùm tôi coi. Và đây là ông bà tổ tiên mình hiện ra với vóc dáng là ông Rồng bà Phụng nè, đây nè, rõ ràng lắm. Ông bà tổ tiên mình đây nè. Ông tổ phía trên, bà tổ phía dưới, ông Rồng bà Phụng hiện ra rõ ràng. Đồng bào giải thích giùm tôi cái tại sao mà cái bọn Việt Giang, Việt Kiều nó u mê đến cái độ mà nó nhìn không ra là sao? Đây là linh hồn của hàng triệu anh hùng chiến sĩ kết tụ lại thành một ông rồng vĩ đại, sẵn sàng tiêu diệt bọn cộng sản cũng như sẵn sàng tiêu diệt bọn tài phiệt quốc tế đã và đang cấu xé hành hạ dân tộc Việt Nam chúng ta. Và đây là hình ảnh khuôn mặt cha trời Giêsu hiện ra rõ ràng. Cha trời Giêsu cho tỏ hiện ra 12 phép lạ vĩ đại để cứu Việt Nam chúng ta. Và đồng bào có biết là tôi đã đánh đuổi bọn Tàu Cộng ra khỏi biển Việt Nam chúng ta cách đây mấy ngày đó. Hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm 2014, thì cách đây 5-6 ngày tôi đánh bọn Tàu Cộng đuổi chúng nó ra khỏi biển Việt Nam chúng ta. Mà trên thực tế là tôi đã đánh chúng nó là mấy năm nay rồi. Từ lúc mà những phép lạ vĩ đại này hiện ra là tôi đã đánh thẳng vào Trung ương Đảng Cộng sản Trung Cộng. Và bọn Việt Cộng thì nó biết rõ ràng về những phép lạ này và chúng nó đang khiếp sợ. Và bọn Việt Cộng chúng bay đó là chỉ một đường duy nhất là đầu hàng vô điều kiện. Thì ta mới có thể xin đồng bào tha thứ tội ác của chúng bay. Và nếu mà chúng bay chậm trễ thì chúng bay sẽ bị xử tử hình khi mà cơ trời sắp chuyển. Tức là động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây. Và những người còn sống sót người ta sẽ giết chúng bay. Cũng như ở tại Trung Cộng cũng sẽ hành xử như thế. Bọn Trung Cộng, Cộng sản Trung Cộng sẽ bị người dân, những người sống sót, người ta sẽ xử tử hình bọn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Cộng, và tất cả những thằng cộng sản nào ác độc sẽ bị xử tử hình hết. Cộng sản Việt Nam chúng bay cần đầu hàng vô điều kiện gấp
bạn nghe lời ta dạy bảo khuyên bảo, bằng ngược lại thì chúng bay sẽ bị xử tử hình khi mà cơ trời chuyển, tức là động đất, tsunami, chiến tranh xảy ra, thì lúc đó là lúc chúng bay sẽ bị xử tử hình. Mà quan trọng nhất là cái chuyện mà động đất, tsunami, nước biển sẽ dâng tới mây đó, lúc đó sẽ có cả hàng tỷ người thiệt mạng, thế giới này sẽ khủng hoảng, và lúc đó những người dân ở khắp mọi nơi trên thế giới sẽ nổi dậy và sẽ tiêu diệt bọn cộng sản, cũng như tiêu diệt bọn giàu có hung dữ ác độc, cũng như tiêu diệt bọn gây chiến tranh để làm giàu, và cũng như bọn đầu cơ tích trữ. Tất cả những bọn này sẽ bị người dân ở khắp mọi nơi trên thế giới sẽ xử chúng nó nặng nề. Ở đây ta không có còn thời giờ cho cái bọn Việt Giang, Việt Kiều nữa. Thành ra đồng bào làm ơn phụ giúp tôi nhắc nhở và dạy dỗ cho cái bọn Việt Cộng, Việt Giang và Việt Kiều. Để mà chúng nó mau mắn sám hối. Bởi vì chậm trễ thì chúng nó sau này sẽ bị nhốt chung với nhau, và linh hồn chúng nó sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nóng như thế này nè. Hoặc là chúng nó sẽ bị nhốt chung với bọn quỷ sa tăng vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Ở đây tôi nói là cái bọn Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, cái bọn này đó, tức là đa số chúng nó đã thờ ơ vô trách nhiệm, chưa thực sự sám hối để lập công chuộc tội. Thì giờ đây thì thôi đồng bào hãy phụ giúp tôi nhắc nhở cho bọn này. Bởi vì đa số cái bọn này đã và đang thờ ơ vô trách nhiệm và đang hại đất nước, hại đồng bào chúng ta. Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, ba cái thằng Việt này nhập lại với nhau, nó phá tan quan nước nhà. Và đa số chúng nó bây giờ vẫn chưa sám hối. Thì thôi, ngày hôm nay Thánh Gióng chúng tôi kính xin đồng bào Việt Nam chúng ta hãy mau mắn phụ giúp tôi để cảnh báo cho cái bọn này biết gấp, bằng cách là thông báo cho chúng nó biết gấp, cũng như thông báo cho cả thế giới được biết về 12 phép lạ này. Đồng bào hãy mau mắn vào trang website này học hỏi rồi copy 12 phép lạ này, thông báo cho cả thế giới được biết gấp, và nhất là cho người Việt Nam chúng ta được biết gấp, và đương nhiên cho bọn Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều biết gấp. Bởi vì thời giờ của chúng nó sắp hết rồi. Đứa nào chậm trễ thì sau này sẽ bị chết sầu muộn, và linh hồn sẽ bị nhốt chung với quỷ sa tăng, hoặc là chúng nó sẽ bị nhốt chung với nhau hàng ngàn năm. Khổ sở chán lắm, khổ sở lắm, uổng phí lắm. Thánh Gióng chúng tôi xin kính chào tạm biệt. Và đây tôi tường trình từ văn phòng Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và Nhân Loại. Tôi chính đây y sư Thánh Gióng tái thế Minh Vương Việt Nam. Tôi là vua Việt Nam mà đồng bào đã và đang mong chờ. Đồng bào hãy mau mắn chuẩn bị để đón tôi về Việt Nam làm việc tái thiết quê hương xứ sở chúng ta. Và khi tôi đặt chân về tới Việt Nam thì bọn cộng sản phải đầu hàng vô điều kiện. Bằng ngược lại, chúng nó sẽ bị người dân ở trong nước xử tội chúng nó đích đáng. Bọn cộng sản ngày vô thì cuối tháng 3, ngày ra vội vã gấp 10 ngày vô. Thương cho tướng sĩ nhà Hồ, kẻ thì bị giết, người thì bị đầy Côn Sơn. Bởi vì chúng bay những đứa nào sám hối không kịp lúc thì chúng bay sẽ bị người dân xử tử hình trong những ngày tháng năm sắp tới. Và những kẻ nào trọng tội mà không bị xử tử hình thì chúng bay sẽ bị nhốt ở tại đảo Côn Sơn để mà chúng bay ăn năn sám hối. Nhưng mà những kẻ nào gian ác quá thì chúng bay sẽ bị người dân xử tử hình. Lúc đó thì ráng chịu, ta không có can gián được. Ta chỉ có thể can gián xin đồng bào tha tội cho chúng bay, với điều kiện là chúng bay phải thực sự ăn năn sám hối, lập công chuộc tội, và hãy thực thi gấp, chứ đừng chờ đến dầu sôi lửa bỏng đến chân rồi mới nhảy. Và hiện tại bây giờ là dầu sôi. Chúng ta cần copy 12 phép lạ vĩ đại này, rồi chúng ta cùng nhau ra đường cầu nguyện, từ Bắc chí Nam, từ Nam ra Bắc, cũng như ở khắp mọi nơi trên thế giới có người Việt Nam, thì chúng ta cứ làm như thế. Khi chúng ta ôm những phép lạ vĩ đại này ra đường cầu nguyện, thì Trung Cộng sẽ bó tay và sẽ rút lui và sẽ không dám làm phiền chúng ta nữa. Và nhớ, chúng ta cần làm nhịp nhàng ở khắp mọi nơi, bất cứ nơi nào có người Việt Nam ở khắp quả địa cầu này, hãy làm như thế. Hẹn điểm, hẹn thời giờ, cùng nhau nhịp nhàng làm như thế, cùng lúc thông báo cho các đài truyền thông, truyền hình, báo chí trên khắp thế giới được biết.
thì chúng ta sẽ lấy lại danh dự và hòa bình của đất nước chúng ta một cách nhanh chóng, và cả cộng đồng thế giới sẽ quý mến và kính nể chúng ta nhờ 12 phép lạ này. Và đương nhiên từ đó họ sẽ không dám làm việc.